Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ngải độc vùng biên, tác giả Thanh Khang, tập số 3. Dưới một lực đạo tác động mạnh như vậy, Chalina theo quán tính bật ngửa cả người về phía sau. Trong một khắc thoáng qua, dường như tôi thấy ánh mắt của cô ta trở nên điên dại. Lơm cơm bò dậy, cô ta không những không xin lỗi hay có một lời giải thích nào cho hành động quá dị của mình, mà ngược lại còn hất hàm về phía chúng tôi mà bắt đầu chửi rủa. Lúc các người điên hết rồi sao vậy? Cái công này đẩy tôi ra khỏi cho bệnh nhân của mình. Ứa gan trước thái độ lồi lõm của con mụ kỳ quặc này, Nam Cường không nhịn được mà sấn tới quyết làm cho ra ngu ra khoai. Nè, mày tưởng chúng tao đuôi hay sao mà không thấy hành động kinh tởm gì rồi của mày? Chữa trật khớp vai mà phải cho cái bàn tay vào miệng mới chữa được sao? Hơn là anh tao không bị thương ở đâu, chứ nếu bị chắc mày nuốt luôn cái đầu ống quá. Thứ ngu muội, mày không thấy các đầu móng tay của nó bắt đầu sưng tái, tụ máu trong phần nền móng ra. Tao phải cho nó vào miệng để chữa thương cho thằng anh mày đó. Đã không biết đường cảm ơn mà còn cố ý đánh người. Có tin tao gọi lũ chấp sự trong làng đến gô cổ hết đám chúng mày đi hay không? Có biết trưởng cái làng này là gì của... Có chuyện gì mà mỹ quá vậy? Đường lúc hai bên đang tranh cãi kịch liệt thì từ phía sau lưng chúng tôi bỗng phát ra một giọng nói âm trầm đến lạnh người. Ngoảnh mặt lại hướng phát ra âm thanh đó, tôi nhận ra ngay đó là trưởng làng Bôn Liêu. Đi sau ông ta là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Bà ta bận trang phục truyền thống, thứ quần áo chỉ những hộ gia đình khá giả lắm mới sắm được. Có thể đó là bà thầy lang Kunthia, tôi tự suy đoán trong đầu. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể kiểm chứng được điều đó. Chalina, ngài trưởng làng đang hỏi mày đó, có vấn đề gì với mấy vị khách này hay sao? Người phụ nữ kia tiến về phía trước, giọng nói mang theo sự nghiêm khắc. Chalina cũng không vừa, ả ta nhanh chóng chạy về phía chủ của mình, bắt đầu thuật lại mọi chuyện, và tất nhiên là có thêm mắm dặm muối nữa. Nói xong với lão trưởng làng, Chalina lại tiếp tục quay ra thủ thỉ mấy lời vào tai của người phụ nữ kia, khiến cho cơ mặt bà ta giãn ra không ít. Trưởng làng nghe xong thì bực lắm. Lão không ngờ có kẻ dám đến tận nơi của tình nhân mình mà giở trò càn quấy. Như một cách để thị uy, lão chỉ thẳng tay vào mặt chúng tôi, chuẩn bị nạt nộ, thì người phụ nữ kia kịp thời ngăn lại. Ngài khoan hãy nổi nóng, theo em thấy tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Đầu tiên xin tự giới thiệu với các cậu, tôi là Kunthia đây, và đây là y quán của tôi. Mặc dù đã hành nghề thầy thuốc hơn 10 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới mở một nơi cho chính mình làm chủ. Cũng khó tránh được nhiều thiếu sót trong khâu quản lý người làm. Nãy Chalina có kể rõ ngọn ngành rồi. Quả thật con bé đã mắc một lỗi quan trọng, đó là không nói rõ quy trình chữa bệnh cho bệnh nhân, dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có này. Theo lời con bé kể đó, thì cậu Tài đây bị trật khớp vai khá là nặng, kèm theo đó là dập phần móng tay và xây xác nhẹ. Việc con bé cho tay anh vào miệng cốt là để sát trùng các vết thương hở và giảm các cơn đau từ phần máu bầm truyền đến. Phương pháp này không được phổ biến lắm, nhất là đối với người Đại Việt, cho nên phản ứng của các anh tôi có thể phần nào hiểu được. Nhưng chuyện một nhóm đàn ông hành hung một người phụ nữ yếu đuối, nếu lọt ra ngoài e rằng không hay cho lắm đâu. Nên để kết thúc chuyện này trong êm đẹp, chúng tôi chỉ cần một lời xin lỗi của các anh đến ngài trưởng làng và cô Chalina. Về phần mình, tôi hứa cũng sẽ giảm một phần tiền thuốc, coi như là chuộc lỗi sau sơ suất của con bé. Không biết ý các anh như thế nào? bị giở trò biến thái, bị lăng mạ, bị chỉ trỏ vào mặt. Sau tất cả những thứ vừa rồi, vậy mà bây giờ phải hạ mình xuống để xin lỗi, đó gần như là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với một người nóng tính và có lòng tự trọng cao như Nam Cường. Khẽ thấy sự thay đổi trên cơ mặt của bạn mình, tôi liền chạy đến kéo cánh tay anh. Nam à, bình tĩnh ra đi. Mày quên anh Tam đã dặn dò cái gì hay sao? Tao đếch có quên, nhưng mà cái lũ này nó... Thôi, không có nhân gì gì hết. Đây là nơi cuối cùng có thể chữa trị cho anh Tài rồi. Với lại mày quên trước mặt mình là trưởng làng sao? Lỡ xảy ra sâu sắc, không lấy tiền gì được trong chủ, mày gánh nổi trách nhiệm hay không? Sau một hồi mặt nặng mày nhẹ, Nam Cường đã ngu đi vài phần. Thế rồi cả bọn phải cố nuốt trọn cơn tức để cúi đầu xin lỗi ông trưởng làng và con ả kia. Ngước nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh rẻ, lão ta nói như cợt nhã. Coi như lũ tụi mày cũng biết khùng. Giờ thì bánh cái tai lên mà nghe tao nói cho rõ. Chúng mày hỗn láo ở đâu thì kệ mẹ chúng mày, nhưng mà đã đặt chân lên cái làng của tao rồi, còn vẫn quen cái thối sất sượt đó, thì đừng có trách sao ông mày lại ác. Dứt lời, lão nhìn về phía bà Kunthia mà hạ giọng ngon ngọt. Nếu lũ này còn gây chuyện, báo liền cho anh biết. Giờ anh về, mai anh lại ghé. Nở một nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn, bà Kunthia tiễn lão ta đến tận cổng y quán. Đợi đến khi bóng lão ta vừa khuất dạng, cũng là lúc bà thu lại vẻ mặt rạng rỡ của mình, thở hắt ra một hơi đầy chán ghét. Kunthia quay trở vào trong và bắt đầu ra lệnh. Chalina, lấy nước mời các cậu để uống. Còn anh Tài, vui lòng theo tôi vào phòng khám phía trong để bắt đầu chữa trị. Theo sự chỉ dẫn của bà Kunthia, anh Tài bắt đầu tiến sâu vào trong buồng trong của y quán, bỏ ba người chúng tôi đứng ngồi không yên ở ngoài này trong 2 canh giờ liên tục. Tiếng chốt cửa bất ngờ vang lên. Theo sau cái âm thanh đó là sự xuất hiện của anh Tài, với cánh tay trái đã được đeo một cái đai cố định. Ở các đầu ngón tay bị tụ máu bầm, nay đã được quấn thêm một lớp băng phía trên để cầm máu. Hiện giờ thần thái của anh đã tươi tỉnh lên không ít, miệng không ngừng nói cười với bà Kunthia đi ở phía sau. Thanh toán tiền chữa trị và nghe thêm một số dặn dò, 4 người chúng tôi rời khỏi y quán để trở về nhà trọ khi trời đã ngã sang màu cánh gián. Ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Chính tôi cũng bị những điều đó làm cho lu mờ đi nỗi nghi hoặc về cái luồng hơi nóng mãnh liệt tỏa ra từ tòa y quán đó. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Đây là lần đầu tiên chúng tôi lưu lại ngôi làng này lâu đến vậy. Phần vì số lượng gỗ xuất qua lần này rất nhiều, kéo theo thêm khâu thẩm định và chốt giá giữa hai bên gặp nhiều khó khăn. Phần vì hôm nay cũng là ngày khám cuối cùng của anh Tài ở chỗ bà Kunthia, để bà ta kiểm tra xem phần vai và bàn tay của anh đã bình phục đến mức độ nào, từ đó đưa ra quyết sách giữ lại hay tháo bỏ phần đai cố định trên cánh tay của anh đi. Dù đã có hẹn trước, nhưng anh Tài vẫn đang lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Đằng nào tay anh cũng đang trên đà hồi phục rất tốt, thuốc tiêu viêm và giảm đau vẫn còn đủ uống trong vài ngày tiếp theo. Ngộ nhỡ lần này đến khám lại phát sinh thêm nhiều khoản tiền nữa, e rằng tiền anh gửi về cho gia đình ở quê tháng này lại hao hụt thêm vài phần. Anh Tam, trưởng đoàn của chúng tôi, dường như cũng nhìn ra được nỗi lo trong lòng của anh Tài, nên mới an ủi. Này là ngày tái khám cuối rồi, sao con chưa đi nữa? Lo lắng chuyện gì sao? Lo gì đâu anh. Tại em thấy mình cũng gần khổ rồi, đi khám lại cũng chẳng mấy cần thiết nữa. Tính ngồi đây hễ có anh em nào kêu thì em cũng biết đi chạy qua phụ cái này cái kia lạc vặt. Ngày cuối cho nên càng phải đi được. Đi đi, bà còn biết đường mà kiểm tra gỡ băng ra cho mày, chứ tính để tụi nhỏ bên đội hậu cần làm cho mày chắc. Nói trước, tụi nó chỉ xử lý được mấy cái chấn thương thông thường thôi. Mấy cái nặng nặng như của mày Liệu mà đi khám cho đàng hoàng đi. Dạ, em biết rồi anh Tâm. Anh Tài lén thở dài một hơi, đương định đứng lên thì câu nói tiếp theo của anh Tam làm anh sững sờ cả người. Từ từ, quay lại cầm số tiền này rồi hắn đi. Cái này là ông chủ cho mày, coi như là đền bù cho đẩy xe hàng mà bị thương. Số tiền của mày thì cứ giữ lại mà gửi về quê gia đình đi. Cầm số tiền này trên tay mà mắt anh ngấn lệ. Tài đủ thông minh để biết rằng chẳng có tiền ông chủ cho nào ở đây cả. Những đồng tiền mà anh Tam đưa đều là tiền từ mồ hôi xương máu của chính anh ấy. Ở cái thời mà quan lại kê gối nằm ngủ trên nỗi thống khổ của nhân dân, địa chủ xây nhà cao bằng xương, cất cửa rộng bằng thịt, quét sơn nhà bằng máu và mồ hôi của những người nông phu bần hàn, thì làm gì có chuyện chúng nhả một đồng một cắc nào ra để đền bù cho vết thương mà theo chúng là nghiễm nhiên anh phải chịu chứ. Thấy anh Tài vẫn cứ đứng đó mà rơi nước mắt, anh Tam không nhịn được, nạt lớn. Còn đứng đó làm cái gì? Hay còn đợi tao bán hai hòn thận đưa thêm tiền cho mày hả? Dạ không, em đi liền đi. Anh gạt nước mắt mà vội vã đi đến y quán, để lại anh Tam ngồi đó mà xót xa. Mới có 21-22 tuổi đầu, nhà con nghèo khó, mà muốn hỏi cưới vợ sớm làm chi vậy không biết nữa. Nửa đêm hôm đó, khi cả bọn đang say giấc nồng, thì bị choàng tỉnh bởi tiếng gào thất thanh phát ra từ căn phòng bên cạnh. Nè cứu với, thằng Đại nó bị ma nhập rồi. Nè, nhanh chạy xuống dưới, kiếm đoạn dây thần trói chặt nó lại cho tao, thắp hết đèn lên. Rồi thằng nào chạy qua kêu lũ kia đi, ma áp vô thằng Đại rồi. Theo sau câu nói đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi cửa ầm ĩ vang lên không ngớt, làm chấn động cái dãy trò nhỏ. Chúng tôi trong này cũng bị những thanh âm kia làm cho tỉnh ngủ, vội vàng đi xem xét tình hình. Cửa vừa mở ra, ba Nghĩa đã lao ào vào trong phòng. Vừa nhìn thấy nó, tôi bất giác không kìm được mà giật nảy mình lên. Tóc tai nó thì rối bù như bị ma bò, kết mạc thì vằn lên từng tia máu, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra cả cơ thể, khiến cho tôi suýt chút nữa không nhận ra thằng em trong tổ hậu cận của mình. Có chuyện gì mà... Chưa kịp hỏi hết câu, chúng tôi đã bị nó chụp tay kéo mạnh qua căn phòng bên cạnh. Không kịp nữa rồi, mấy anh mau theo em đi. Đến cửa phòng bên, đập vào mắt tôi là hơn chục người trong đoàn đang quay thành một vòng tròn lớn, tay lăm lăm nào dao nào gậy, nào then chốt cửa, chĩa thẳng vào một thứ gì đó đang quằn quại ngay giữa trung tâm vòng tròn. Đến gần hơn để xem xét, cái thân ảnh kia ngày một rõ nét hơn dưới ánh đèn dầu đỏ rực. Anh Tài! Bồ Ran hét lên. Chúng tôi cũng theo đó mà tiến sát lại, hồng đỡ anh dậy, thì bị anh Tam kịp thời ngăn lại. Nghiêm đi, nhìn cho kỹ đi lũ ngu. Thằng Tài nó đang bị áp đó. Ba thằng mày sắp lại tính gậy xong với ma gì. Phản ứng lại với tiếng thét của anh Tam là một sự im lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng nhỏ có đến hơn chục nhân mạng đang đứng đó, nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Họ giờ đây chỉ biết tập trung dồn sức giữ chặt vũ khí trong tay và dán chặt mắt vào anh Tài đang nằm quằn quại dưới đất. Lâu lâu lại cất lên từng tràng gào rú quái dị. Kê ngọn đèn dầu lại gần hơn, cái thứ ánh sáng đỏ rực như máu phát ra từ tim đèn hắt thẳng lên khuôn mặt của anh ta, làm chúng tôi tỏ tượng hết cả. Khuôn mặt anh ta giờ đây méo sệt, mắt mở trừng lên mà không thấy đồng tử, chỉ trơ lại hai cái tròng trắng vô hồn. Hai má anh căng phồng lên, miệng mở hé hé, giống như bị nhồi đầy thứ gì đó vào trong mồm. Xung quanh môi anh trào ra từng tràng bọt trắng, nó cứ mỗi lúc một tiết ra nhiều hơn sau từng cơn co giật. Anh ấy bị làm sao vậy? Tám phần là bị ma áp, hoặc là bị bỏ bùa rồi. Hồi sáng nói chuyện với nó vẫn bình thường và mạnh khỏe mà, nhưng mà vừa đi tái khám về thì nó than với tao là buồn ngủ, nên xin phép được vô nghỉ sớm. Đêm nay tự dưng đang ngủ, tao nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy. Dưới cái ánh sáng leo lắc của đèn dầu, tao thấy thằng Tài đang lồm cộm khom người bên dưới cái mép giường. cầm lấy tay tao mà cho vào miệng. Nó điên cuồng gặm nhắm cái phần móng tay đó. Tao mới bất giác trục mạnh tay mình lại. Nó ngẩng đầu trợn mắt lên nhìn tao. Ở cái ánh nhìn của nó mang dại, khóe miệng của nó hở ra đến đâu là móng tay rơi lả chả tới đó. Chuyện này không có đùa đâu. Trong miệng thằng Tài khi đó đầy nghẹt một đống móng tay người đó. Nói đến đây anh ta bất giác rùng mình một cái. Chờ qua cơn ớn lạnh anh mới tiếp tục. Mai mà đầu giường lúc nào cũng có canh dâu. Thấy nó chuẩn bị lao tới, tao rút trôi dầu ra vụt tới tấp. Mai mà tụi kia tỉnh dậy phụ tao đánh ngất nó đi. Không thì không biết bây giờ xảy ra chuyện gì nữa. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Theo sau đó là Nam Cường và ông chủ phòng trọ hồng hộc chạy tới. Vậy thần nè, trói chặt nó vô thành giường đã rồi hắn tính tiếp. Sau khi kiểm tra anh Tài đã thực sự ngất đi hay chưa, các đoàn bắt đầu trói chặt anh vào thành giường bằng sợi dây thừng chắc chắn. Boran nhân cơ hội này kiểm tra xem anh Tài có thực sự bị bỏ bùa hay không. Cậu vớ lấy một con dao găm, dùng cán cạy miệng anh Tài ra. Bộ hàm vừa được tháo cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra rằng quả thật trong đó đầy một miệng móng tay người. Các phần nhọn của móng đâm tứ tung vào phần lợi và phần lưỡi của anh, khiến bên trong miệng anh Tài giờ đây không khác gì một tô tiết canh làm bằng máu và móng tay. Đảo mặt xuống phần thân dưới, Boran chau mày khi thấy 10 đầu ngón tay của anh Tài đều loang lỗ máu me, như vừa bị con gì đó cắn nuốt. Thở ra một hơi rõ dài, Boran cất lời hỏi ông chủ phòng trọ. Ông chủ à, có thể cho tôi xin một nắm đậu nành hoặc là đậu đen được không? Tôi cần chúng đi mà xem người này có phải bị đang trúng bùa hay là bị ma ám. Có, cậu đợi tôi một lát. Ông chủ tất tả chạy xuống gian nhà dưới. Chốc lát sau đã mang lên một chén đầy những hạt đậu đen. Boran đưa hai tay nhận lấy, gật đầu ưng thuận. Đoạn cậu ta lấy một nhúm hạt cho vào miệng anh Tài, vận sức vào hai bàn tay mà điều khiển bộ hàm của anh ấy để nhai nát cái chỗ hạt đó. Tầm dăm phút sau thì Boran dừng lại. Cậu đưa ngón tay mình vào trong miệng anh Tài, móc chỗ đầu đã được nghiền vụn ra mà đưa lên mũi ngửi thử. Một mùi tanh tưởi như xác động vật chết lâu ngày mạnh bạo xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho Boran phải quay sang chỗ khác mà nôn khan vài lần. Tôi ngay đó thấy vậy, liền chạy đến đưa cho cậu ta chén nước. Được một lúc thì Boran dần ổn định trở lại. Cậu khó khăn cất lời, trong tình trạng có phần hoảng loạn. Anh Tài thật sự bị người ta bỏ bùa rồi. Ở quê em không thiếu những trường hợp bị bỏ bùa mê thuốc lú thành ra như thế này, nên là em có chút hiểu biết về cách nhận biết cũng như là hóa giải một số buồn ngại đơn giản. Rồi Boran giải thích. Cậu dùng đậu đen để làm vật dẫn ngải. Nó có công dụng giúp ta biết được một người có đang bị bỏ bùa hay không, nhờ vào mùi tanh phát ra từ chỗ đầu được nhai nát từ trong miệng của người đó. Mùi của anh Tài rất là tanh, chứng tỏ loại bùa hoặc ngải anh ấy bị ếm rất là mạnh, và người ếm cũng không phải dạng vừa. Boran dám chắc với mọi người, trên người anh Tài hiện giờ bị yếm không dưới 2 loại bùa, trong đó có một loại không phải của người Miên tạo ra. Bây giờ chỉ còn cách nhanh chóng tìm một thầy pháp cao tay giúp chữa trị cho anh Tài, để lâu ắt sinh hậu họa khôn lường, không chỉ đối với anh ấy mà cả những người trong làng đều có thể là con mồi tiếp theo cho kẻ yểm bùa thâm độc kia. Ai cũng hoảng sợ khi nghe Boran nói. Mọi người ở đây nghe nói bùa ngải nhiều rồi, nhưng đã ai tận mắt chứng kiến đâu. Trong một thời gian ngắn ngủi, họ không biết đưa ra biện pháp gì. Chợt ông chủ nhà trọ reo lên, trong lời nói không giấu được mà lộ ra vài phần hân hoan. Bôn Liêu, đúng rồi, thầy lang Bôn Liêu đó. Bây giờ các cậu phải nhanh chóng đưa chàng trai này đến nhà thầy ấy liền đi. Trong làng giờ đây chỉ có mỗi ông ấy là biết về bùa ngải thôi. Về phía ngược lại, các đoàn chúng tôi ai cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải thầy Bôn Liêu xưa nay chỉ hành nghề bốc thuốc trị bệnh thông thường thôi hay sao? Đối mặt với các thứ tà tu như thế này, liệu ông ấy có thể tự mình giải quyết hay không? dường như nhận ra nghi hoặc của chúng tôi. Ông chủ phòng trọ cười mà giải thích: Trước khi làm thầy lang đó, thầy Bôn Liêu là một thầy luyện ngải. Chính xác hơn là ông ấy luyện ngải âm và bùa yêu. Luyện bùa luyện ngải đều có mặt lợi mặt hại. Trong khoảng thời gian ban đầu, lúc năng lực của người luyện ngải còn mạnh, phần người chưa bị lấn át thì các loại âm binh sẽ dễ dàng bị sai khiến, luôn tuân theo lệnh chủ nhật. Tuy nhiên sau một thời gian đó, do tà ý của người sử dụng bùa chú ngày càng nhiều, dẫn đến các lực lượng âm binh ngày một mạnh và đông lên. Chúng mới dần dà lấn át đi phần người của kẻ luyện ngải. Từ đó thay vì làm chủ của ngải hoặc là bùa, người luyện lại bị phụ thuộc, bị âm binh hoàn toàn kiểm soát tâm trí. Hay vẫn có câu là bị ma xui quỷ khiến đó. Thầy Bôn Liêu cũng gặp phải tình trạng tương tự. Trong một lần luyện ngải, ông ấy bị ngải quật ngược lại mình, tu vi bị phá bỏ, sức khỏe bị tổn thương nghiêm trọng, tâm trí cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nữa. Sự nghiệp luyện ngải cứ thế bị phá hủy trong phút chốc, tha hương cầu thực. Thầy mới trôi dạt về đây và quyết định nhận nơi này là quê hương thứ hai của mình, sau khi được người dân trong làng cưu mang và giúp đỡ. Ông quyết tâm hành nghề thầy lang, phần vì muốn chuộc lại những nghiệp chướng xưa kia của mình gây ra bằng việc chữa bệnh cứu người. Phần ông cũng muốn làm một cái gì đó có ích cho ngôi làng còn nghèo đói về sức khỏe và lạc hậu về y tế này. Ông tự thề với lòng mình là từ bây giờ đến cuối đời sẽ không đi vào con đường buồn ái lần nào nữa. Dẫu biết là như vậy, nhưng mà đây là chuyện liên quan tới tính mạng con người mà. Các cậu cứ nghe tôi, mang chàng trai này tới chỗ thầy đi. Nếu như ông ấy nhất quyết không chịu giúp, hãy nhờ đến sự trợ giúp của ông trưởng làng. Vừa nghe nhắc đến lão trưởng làng, cả tôi, Boran và Nam Cường đều chột dạ nhìn nhau mà âm thầm cảm thán, lần này gây họa thật rồi. Anh Tam cũng nhận ra được sự thay đổi trong ánh mắt của chúng tôi, nên mới tiến tới gặng hỏi: Có chuyện gì không ổn sao Boran? Dạ tầm 3 ngày trước tụi em trong lúc đưa anh Tài đi khám thì xảy ra một số sự cố với lão trưởng làng. Tuy chỉ là việc ngoài ý muốn và tụi em cũng đã xin lỗi đàng hoàng rồi, nhưng mà sợ là lão ta còn để bụng chuyện cũ không chịu. Cái gì? Tụi mày đắc tội với trưởng làng sao? Dạ, cũng không hẳn là đắc tội, chỉ là khiến cho lão ta hơi chướng mắt một chút. Không sao đâu, nếu là lão ta thì không có gì đáng lo cả. Boran đang nói thì bị cắt lời, khiến cho nó và cả bọn tôi đều không khỏi bất ngờ. Theo lẽ thường, người có quyền lực nhất trong một ngôi làng chính là trưởng làng. Ấy vậy mà chúng tôi lại dám gây ấn tượng xấu trước mặt lão ta. Anh Tam không mắng chửi thì thôi, đằng này lại còn qua quýt cho qua việc này, khiến cho bọn tôi không nhịn được mà có chút kinh ngạc. Tò mò lắm hả? Ở những làng khác thì quả thật trưởng làng là người có vị trí cũng như là quyền hạn cao nhất. Nhưng mà riêng cái làng này, mọi thứ lại không theo trật tự như vậy. Người có quyền lực tuyệt đối, đồng thời cũng là người trực tiếp điều hành mọi thứ từ bên trong, chính là vợ của lão trưởng làng, bà Kaneitha. Xuất thân trong một gia đình hoàng tộc và có cha là một mệnh quan triều đình. Chính một tay bà ta đã nâng chồng mình lên chức trưởng làng như ngày hôm nay đó. Biết được bí mật đó, cho nên nhiều năm về trước, tao đã cố gắng móc nối quan hệ và tạo được một niềm tin khá lớn nơi bà ta. Chuyện tụi mày đắc tội với lão trưởng làng không có gì to tát cả. Trước mắt cứ dìu thằng Tài tới chỗ thầy lang Bôn Liêu đi. Tao tranh thủ qua nhà bà Kaneitha để thông báo về chuyện này, xem bà có giúp đỡ được gì hay không. Nghe anh Tài phân phó xong, chúng tôi cũng nhất loạt đứng lên mà chia nhóm ra hành động. Nhóm đầu tiên gồm 4 người do anh Tam dẫn đầu, tiến tới nhà bà Kaneitha nhờ sự giúp đỡ. Nhóm còn lại gồm 10 người, trong đó có cả tôi, nhận nhiệm vụ thay nhau tháp tùng anh Tài tới chỗ thầy lang Bôn Liêu để mà chạy chữa. Bây giờ mới là đầu giờ dần, khó tránh được việc gọi cửa mà không ai ra tiếp. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian hò hét và đập phá thì thầy Bôn Liêu mới chịu lào bào đi ra mở cửa. Nghe rồi, tao đang ra rồi đây. Đừng có phá nhà phá cửa tao nữa. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc ánh mắt ông va vào cơ thể bạc nhược của anh Tài. Và cũng không mất nhiều thời gian để ông quyết định đóng sầm cánh cửa lại một lần nữa. Cút đi. Đây không phải nơi để chúng mày đem một thằng trúng ngải đang trong tình trạng thập tử nhất sinh đến để nhờ tao chữa trị. Tao là thầy Lan, chứ không phải thầy Pháp. Màu màng nói đi chỗ khác ngay. Đứng trước tình cảnh đó, 10 người chúng tôi không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục đập cửa và cầu xin sự tương trợ của thầy Bôn Liêu. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút dần dần trôi qua. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm ở đó. Có vẻ như thầy và ông trời đã thật sự quay lưng với anh Tài, để mặc anh chịu từng cơn đau giằng xé cả thể xác lẫn luôn tâm hồn. Đúng lúc này thì nhóm của anh Tam kịp thời đuổi tới. Theo sau họ là một người phụ nữ với cơ thể đồ sộ và một nhóm gia đình đông đảo hộ tống theo sau. Đứng trước sức ép và thần thái ngạo nghễ tỏa ra từ người phụ nữ này, chúng tôi không nhịn được mà bất giác dạt ra hai bên cho bà ta tiến về phía trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Kaneitha, người phụ nữ quyền lực nhất trong làng này. Sau khi đứng trước cửa nhà thầy Lan Bôn Liêu, thay vì gọi cửa theo những cách thông thường, bà ta lại dồn một hơi thật to vào lòng phổi và gào lên một tràng hét thật là thống khoái. Lão Bôn Liêu đâu rồi? Mau lết cái xác già của lão ra đây ngay cho tôi. Tiếng hét của bà cứ thế vang vọng đi khắp bốn phương tám hướng, làm huyên náo cả một góc lớn của ngôi làng. Từng tiếng vang cứ thế vọng lại thành từng tràng khanh khách, khiến tôi không nhịn được mà liên tưởng tới tiếng cười của mấy con ma rừng ở khu vực núi Bà Đen mà mình từng làm việc ở đó. Giọng bà vừa dứt cũng là lúc cánh cửa kia đột ngột mở ra. Theo sau đó là khuôn mặt run rẩy của lão thầy Lang đang thầm thụt từ phía sau cánh cửa. Tôi chào bà lớn. Không biết đêm hôm khuya khoắt như thế này bà tìm tôi là có việc. Đừng có nhiều lời nữa, vào thẳng chuyện chính luôn. Tôi muốn ông giải ngãi cho thằng này ngay bây giờ. Rồi bà Kaneitha chỉ thẳng tay về phía anh Tài, bà hất hàm ra lệnh cho thầy Lan. Ở phía bên này, sau khi bị cắt ngang lời, cộng thêm với việc trong một đêm mà bị làm phiền đến tận 2 lần, càng khó chịu hơn là chúng đều liên quan đến đại kỵ năm xưa của ông. Thầy Bôn Liêu một mực từ chối. Chuyện này tôi không thể làm được đâu bà lớn à. Đã quá lâu rồi tôi không đụng tay vô mấy thứ bùa, thứ ngải tà tu này nữa. Mà cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào cứu vãn một chiếc lá đang chuẩn bị rời cành được. Ngải này đã quá nặng để có thể chữa trị rồi. Lão phải làm, chẳng cần biết là có tác dụng hay không. Lão cũng phải chữa trị thằng này ngay cho tôi. Bất ngờ trước thái độ lồi lõm của bà Kaneitha, thầy Lang Bôn Liêu không nhịn được mà chuẩn bị đôi co thêm mấy lời thì đã bị bà ta mạnh bạo đẩy thẳng cả người vào bên trong góc khuất gian nhà. Kề sát lỗ tai của lão thầy Lang lại gần miệng mình, bà Kaneitha bắt đầu nhỏ giọng giảng giải. Tôi biết ông đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ đụng đến hai từ bùa ngải nữa. Nhưng chuyện lần này không đơn giản là chỉ liên quan đến tính mạng của một thằng dân đen ngoài kia đâu, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của vương quốc này. Nói cho ông hay, lũ An Nam ngoài kia không phải là những thằng buôn gỗ bình thường. Ông chủ của tụi nó là quan tri phủ của thành Kiến An đó. Nếu mà có mệnh hệ gì xảy ra với người làm của mình, lão ta không để yên cho chúng ta đâu. Ông đừng quên một điều, đất nước chúng ta đang trong tình trạng một cổ hai trọng. Vừa phải giao hảo tốt với Xiêm La, vừa phải quy thuận Đại Nam. Đó là lý do vì sao mỗi năm chúng ta phải bỏ ra một khoản ngân sách lớn để mua gỗ quý từ lũ buôn gỗ này về. tất cả chỉ là bị dâng lên cho triều đình nhà Nguyễn mà thôi. Ông hiểu chưa? Ông thầy Lang nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của bà. Bà kiên nhẫn nói tiếp: tuy đã làm mọi cách, từ việc cắt đất nhượng quyền quản lý cho đến việc nộp siêu cao thuế nặng, nhưng tất cả không khỏa đi được dã tâm muốn xâm chiếm nước ta một lần nữa của triều đình Nguyễn. Bọn họ rồi sẽ tìm mọi lý do để cai và trị đất nước ta một lần nữa. Ấy vậy mà giờ đây xảy ra một cái chết của người An Nam, do chính bị người Cam chúng ta bỏ bùa. Ông nghĩ triều đình nhà Nguyễn có nhân việc này lấy lý do điều tra và diệt trừ bè lũ phù thủy mà đem quân sang nước ta hay không? Ha? Đừng vì cái sĩ diện hảo của mình mà đẩy bách dân vào con đường lầm than. Làm như thế chỉ khiến nghiệp chướng trong người ông càng cao lên mà thôi. Tôi không yêu cầu ông bắt buộc phải cứu nó sống, chỉ cần thể hiện là mình đã cố gắng hết sức, vậy là đủ lắm rồi. Còn bây giờ thì nhanh chữa trị cho nó đi, trước khi quá muộn. Chậm chậm đứng lên, thầy Bôn Liêu lúc này giống như một con rối đã bị bà vợ trưởng làng mưu mô kia thao túng tâm lý hoàn toàn. Ông ta lê từng bước khó nhọc lại cái bàn thờ tổ tiên mà rì rầm khấn vái. Lạ lùng thay, nén nhang vừa được cắm xuống ngay lập tức rực lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Nhẹ nhàng bốc một ít tro tàn còn đỏ hỏn trong lưng. Ông trộn vào đó một ít máu của mình rồi hòa chung với một tách trà đặc. Thầy Bôn Liêu trực tiếp nốc cạn ly trà rồi khẳng khái quát thẳng ra phía nhà trước: "Mau mang thằng đó vô đây cho tao. Nhớ, chỉ hai thằng được đi cùng với nó, còn tất cả cút về đi." Tôi và Boran nhất loạt nhìn nhau, đồng thời gật đầu nhất trí. Em với Boran sẽ phụ trách chuyện này. Mọi người trở về nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Hôm nay đoàn ta còn phải ra công trường hỗ trợ kiếm gỗ nữa mà. Vậy cũng được. Có thằng Boran am hiểu về bùa ngải đi theo, tao cũng yên tâm vài phần. Tao sẽ để thằng Tám Tàng ở lại. Nó sẽ chờ tụi mày ở cái góc khuất kia. Có chuyện gì không ổn thì hô hoáng lên cho nó biết. Nó sẽ chạy về thông báo cho bọn tao kịp thời tới ứng cứu. Dặn dò thêm một lúc thì mọi người ra về. Chỉ còn tôi và Boran đang đỡ lấy anh Tài mà từ từ di chuyển vào phía trong. Đừng im đi, không được bước thêm cái nào nữa. Từ trong ánh đèn lập lòe của ngọn nến gọi vía, dần dần hiện ra một gương mặt gầy guộc với mái tóc bạc trắng lưa thưa, nhìn rõ cả phần xương sọ. Đôi mắt sáng quắc và sắc lẻm như diều hâu của Bôn Liêu được bao bọc bởi vô số vết sẹo ngang dọc, càng tô điểm thêm phần hung dữ đến tột cùng. Ra đây là thầy lang Bôn Liêu. Tôi âm thầm cảm thán. Quả nhiên với gương mặt và thần thái như thế này, thật không quá khó hiểu khi chỉ một tiếng quát đã làm cho tôi và Boran sợ đến điếng cả người. Thầy Bôn Liêu chống gậy từ trong đi ra. Trên tay ông ta cầm hai chiếc vòng, một đen một xám, đưa ra cho chúng tôi, rồi từ từ cất lời: "Tụi mày đeo hai cái vòng này cho nó. Tay trái thì đeo vòng màu đen, tay phải đeo vòng màu xám. Hai cái vòng này lần lượt được làm từ cây dâu tầm và cây liễu, có tác dụng trừ tà giải ách, tạm thời khống chế được sự theo dõi của kẻ điều ngải. Xong rồi thì đặt nó xuống cái phản đằng kia, rồi ra chỗ bà lớn đang ngồi. Khu đó tao đã trải một vòng gạo nếp rồi, nên an phận mà ngồi luôn trong đó, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe." Nghe theo sự sắp xếp của thầy, chúng tôi cẩn thận đặt anh Tài xuống phản. Nhưng khi lưng anh vừa khẽ chạm vào mặt phản thì ngọn nến ngay đó đột nhiên vụt tắt, mà không hề có một tác nhân bên ngoài nào tác động. Khẽ sững người lại, tôi và Boran không biết phải làm gì tiếp theo thì thầy Bôn Liêu đã lập tức lên tiếng: "Cứ đặt nó xuống rồi vô vòng tròn đi. Đừng quan tâm tới mấy thứ khác làm gì cho mất bình tĩnh." Chúng tôi vâng dạ, rồi cố đặt anh Tài xuống mà nhanh chóng ngồi vào vòng tròn gạo nếp. Khi đã ổn định được vị trí cũng như xốc lại được tinh thần, tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện mình biết cho tất cả cùng nghe. Thầy Bôn Liêu trong khi vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện, ông ta vừa dùng một quả trứng gà luộc đã bóc sẵn vỏ, cẩn trọng đem lăn đi lăn lại trên cơ thể của anh Tài. 5 phút sau, thầy tách đôi quả trứng ra làm hai để xem xét. Lúc này một hình ảnh kỳ quái bắt đầu hiện ra, làm tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Lòng đỏ quả trứng thay vì có màu vàng ươm thường thấy, nay đã chuyển sang một màu đen đặc quánh. Khẽ thở dài, thầy ném quả trứng vào trong cái vại dầu gần đó, rồi ngán ngẩm nói: "Chúng cả ngải lẫn bùa rồi. Mới 3 ngày thôi mà lòng trứng đã đen như vậy. Kẻ luyện ngải cũng không phải tay mơ đâu. Không chỉ bị trúng bùa yêu, cái thằng này còn bị gieo một loại ngải độc chưa rõ chủng loại nữa. Bùa yêu này là loại lành tính nên tao có thể giải được, nhưng cái ngải độc thì chưa chắc." "Sao thầy biết đó là bùa yêu ạ?" Boran không kìm được tò mò mà buộc miệng hỏi. Những tưởng thầy Bôn Liêu sẽ vì đó mà nổi trận lôi đình, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ông ta chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi thông dong trả lời: "Hỏi như vậy chắc mày cũng biết chút ít hả?" "Dạ, con chỉ học vẹt thôi." "Nếu đã có chút hiểu biết từ trước, tao cũng đỡ phải mất công giảng giải lan man." Bùa yêu là một loại bùa ngải có công dụng giúp cho các cặp đôi yêu nhau gắn bó chặt chẽ hơn với nhau, dù trước đó họ chưa từng có sự cảm mến đối phương. Để làm ra một lá bùa yêu, người ta phải trải qua khá nhiều công đoạn, nhưng để cô động lại nhất thì có 2 phần chính. Đó là tìm vật dẫn và lập lời thiên. Khi biết được vật dẫn mà kẻ gieo ngải đã sử dụng, ta có thể xác định bùa yêu này là lành hay là hại. Bản chất của bùa lành là không làm hại tới người khác. Mục đích của nó là giúp cho những cặp đôi trở về bên nhau hoặc tìm đúng nửa kia của đời mình. Những vật dẫn được dùng để làm bùa cũng thường là vật dụng quen thuộc đối với người bị yểm như lược, tóc, quần áo. Trái ngược với bùa lành, bùa yêu là loại bùa nguy hiểm, sẽ khiến cho người bị bỏ bùa phát điên hoặc chết bất đắc kỳ tử nếu như không làm vừa ý kẻ yểm bùa. Thông thường vật dẫn sử dụng để làm bùa này là máu kinh của phụ nữ, bùa lỗ ban hay bùa được làm từ gỗ quan tài của người đã chết. Mai sau anh Tài chỉ bị yểm loại bùa lành tính, nhưng do kẻ yểm đã quá nôn nóng để được thành giao với anh Tài, cho nên đã liên tục đọc lời thiên và dục âm binh rồi quến tâm trí, khiến cho anh mới trở nặng như thế này. "Trước khi tụi mày mang nó vào đây, tao đã thắp sẵn một ngọn nến gọi vía. Ngọn nến này được làm từ những nguyên liệu đặc biệt như xác cây quanh đột thông, dầu thiên trăng tròn. Tạo hình của nến là một cặp trai gái đang dính chặt vào nhau. Công năng của nến gọi vía thì cũng tương tự như bùa yêu. Tuy giống nhau là như vậy, nhưng chúng lại vô cùng tương khắc. Khi cảm nhận được âm khí tỏa ra từ người bị yểm bùa yêu, nến gọi vía sẽ tự dưng tắt đi mà không sao đốt cháy lại được. Từ đặc tính đó tao xác định được thằng bạn mày đang bị dính bùa yêu. Nhưng mà từ lúc tao theo học và hành nghề tà tu đến nay đó, chưa bao giờ nghe đến việc bị trúng bùa yêu mà tự cắn nuốt móng tay bản thân và đồng loại bao giờ. Đặc biệt là ấn đường của thằng này đang rất là tối, chứng tỏ dương khí đang bị đánh cắp rất nặng nề. Điều này chắc chắn liên quan đến một loại ngải gì đó mà tao chưa xác định được. Nhưng thôi, bây giờ cứ tập trung giải bùa yêu cho nó trước đã, việc còn lại cứ để sau đi." Nói rồi thầy Bôn Liêu chậm chậm đứng dậy. Ông trở vào gian nhà sau và lấy ra một rổ trứng gà đã được luộc sẵn từ trước. Đặt trước mặt 3 người chúng tôi, ông yêu cầu phải lột hết chỗ trứng này ra trong khoảng thời gian sớm nhất. Giao phó xong công việc, ông trở lại chỗ cái phản kia, bắt đầu rưới lên cơ thể trần truồng của anh Tài một thứ dung dịch đặc sệt gì đó. Ông thoa đến đâu, từng mảng da thịt bốc khối nghi ngút đến đó. Cứ thế mà lặp đi lặp lại chu kỳ cho đến lần thứ ba thì ông dừng lại. Ngó sang phía bên này, có vẻ như trứng được bóc vỏ đã đến một số lượng nhất định. Thầy tiến đến thu gom những quả trứng đã được hoàn thành, bắt đầu dùng chúng lăn đi lăn lại trên người anh Tài. Lăn đến quả thứ 23, nhận thấy phần da của nạn nhân không còn đỏ và bóc nhiều khối như các lần trước nữa. Thầy mới thầm thở phào, ngưng hẳn việc lăn trứng. Tiến đến bàn thờ chư thần và Phật, ông xá ba xá lấy xuống một cành liễu đã được khai quang trì chú để chuẩn bị tiến hành công đoạn khai quang cho thân xác bị dính bùa yêu. Ông dùng cành liễu quật nhẹ vào người anh Tài 61 cái, từ phía trên đỉnh đầu xuống tới tận gót chân. Vừa quất thầy vừa niệm những câu thần chú khó hiểu như để gia tăng pháp lực. Cái vụt thứ 61 vừa dứt cũng là lúc anh Tài từ từ tỉnh dậy. Thấy mình ở một nơi xa lạ, toàn thân lại đau nhức dữ tợn. Anh Tài há miệng muốn hỏi nhiều thứ, nhưng không biết hỏi như thế nào. Tỉnh lại rồi sao? Nằm yên ở đó đi. Cơ thể của mày bây giờ vẫn còn đang yếu lắm. Đây là nhà của tao. Khuya hôm qua mày bị ngã giật nên mới được đám bạn đưa đến đây nhờ tao chữa trị đó. Vừa nói vừa hất mặt về phía chúng tôi. Nhận ra được người quen, nét mặt anh Tài theo đó mà giãn ra không ít. Đêm hôm qua mặc dù bị ngã kiểm soát hoàn toàn tâm trí, nhưng sâu trong anh vẫn loáng thoáng nhớ được khoảnh khắc mọi người trói gô mình lại và hò nhau vác đến đây. Đột nhiên anh Tài ôm đầu mà gào lên dữ dội. Từng đoạn ký ức cứ như cuốn phim tua ngược chạy dọc vào trong tâm trí, khiến anh nhớ lại hết mọi điều diễn ra vào đêm hôm qua. Sau khi trở về từ phòng khám của bà Kunthia, Tài cảm thấy cơ thể mệt mỏi đến lạ thường. Không tắm rửa, không xả dao, không luôn cả ăn uống. Lúc này anh chỉ muốn ngã lưng xuống giường mà đánh một giấc dài cho đến sáng mai. Tới nửa đêm anh giật mình tỉnh dậy, vô thức sờ xuống bụng, nghĩ mình đói cho nên sinh ra khó ngủ. Anh định thần sẽ đi xuống gian bếp xem còn cái thứ gì ăn được hay không. Nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào, anh lại đột nhiên tự cho ngón tay vào miệng của mình mà từ từ nhấm nháp. Thoạt đầu Tài còn cố vận sức mà đẩy cánh tay ra, nhưng dần dà một giọng nói ma mị cứ mỗi lúc một lớn dần lên trong suy nghĩ. Nó hối thúc anh làm những chuyện hết sức là kinh người. Đang đói lắm phải không? Ăn những đầu ngón tay đi, cho hết tất cả vào mồm, nhai nuốt hết phần thịt và chừa lại phần móng tay bạch dương cho ta. Máu tanh, thịt tươi phần cậu, dương khí, tuổi thọ phần ta. Sau một hồi kháng cự, nhận thấy cơ thể mình đã không còn hành động theo lý trí được nữa, anh dần buông xuôi và phó mặc cho bản thân chìm sâu vào trong bóng tối. Và đó cũng là lúc Tài chính thức đánh rơi phần người vào tay của kẻ chơi ngải. Anh cắm thẳng 5 đầu ngón tay vào miệng của mình, lưỡi và môi cứ thế mơn trớn phần da thịt mà anh đang xem như là mỹ vị của trần thế. Anh dễ dàng xé nát phần làn da và cơ thịt bên trong ngón tay. Mùi tanh nồng xuất hiện nơi đầu lưỡi, rồi dần dần ngập ngụa trong cổ họng, là một thứ chất lỏng nóng ấm cứ lần lượt tích tụ lại một chỗ. Đó là máu tươi. Chúng bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn. Anh vận lực vào quai hàm mà ra sức chà nghiến phần thịt như một miếng táo mọng nước. Tài lúc này không hề cảm thấy đau đớn, thay vào đó là một cảm giác khoái lạc đến tột cùng. Thứ thịt ngon nghẻ và ngọt liệm không qua chế biến đã khiến bữa ăn khuya của anh trở nên đậm đà và ngon miệng hơn. Anh cố dùng phần lưỡi lùa phần móng tay sang một bên má, tạo một chỗ đủ trống để có thể nhai nuốt phần thịt đã được cắn ra. Máu mỗi lúc một chảy ra nhiều hơn. Nó rỉ ra từ các đầu ngón tay bị cắn đến nham nhở. Nhiều chỗ thịt rơi ra làm lộ cả mảng xương trắng héo. Máu cũng rỉ ra từ những phần da miệng bị móng tay đâm thủng, từ từ lấp đầy khoang miệng của anh, rồi men theo kẽ hở mà chảy dài xuống cổ. Đừng, Đừng chạy đi. Dương khí của tao, nó là của tụi tao. Mày mau lên, phải mút, mút lại cho bằng hết. Tài ré lên khe khẽ, miệng không ngừng hút cạn phần máu đang tuôn ra từ các đầu ngón tay đã bị cắn cho bê bét. Điều quỷ dị ở đây là tiếng nói vừa rồi không phải là giọng của anh Tài, cũng không phải là ngôn ngữ của người Việt, mà là của người Miên. Một giọng nói lúc thì the thé như của một người con gái, lúc lại trầm thấp như của một người đàn ông trung niên, khi lại khanh khách như một đứa trẻ mới vừa lên 3 tuổi. Máu anh dần khô đi, thịt cũng gần sạch hết. Đây cũng là lúc mà Tài chuyển sang phần tiếp theo của bữa ăn, đó là nhai sạch các đốt xương tay. Trong màn đêm u tịch, một bóng đen đang cuộn tròn mình trong góc nhà. Cái thân ảnh ấy cứ rung lên sau từng tiếng động răng rắc phát ra từ nơi khoang miệng. Không ai khác, đó chính là anh Tài. Mắt anh trắng dã vô hồn, miệng thì không ngừng nhai trôm trớp những mẩu xương tai cứng cáp mà nuốt lấy nuốt để. Ngon không? Ăn nhanh đi, ăn nhiều hơn nữa. Đêm còn dài, ngón tay còn nhiều. Mày có thấy thằng đang nằm ở giường bên cạnh hay không? Cắn nát ngón tay của nó cho tụi tao. Da nó mỏng, thịt nó săn, móng nó chứa nhiều dương khí. Thịt và xương phần mày, móng bạch dương là phần của tụi tao. Giọng nói ma mị lại vang lên trong đầu anh một lần nữa. Lúc thì chúng năn nỉ ỉ ôi, lúc thì hùng hồn xúi giục, khiến cho mọi nhất cử nhất động của anh đều phải nghe theo răm rắp. Mùi máu, bã thịt tươi vào móng tay. Mặc dù 3 thứ ấy giờ đây đã ngập ngụa trong cả khoang miệng của mình, nhưng anh Tài vẫn tham lam tìm đến nạn nhân tiếp theo sau khi đã xử lý xong 10 đầu ngón tay của mình. Nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi khẽ liếm phần môi còn vương chút thịt, anh trườn về phía người anh Tam, người mà nghe theo tiếng nói ai oán kia hứa hẹn là thịt rất săn chắc, máu rất ngon lành. Từ từ tiếp cận. Ngay khi mũi anh vừa phả ra làn hơi nóng, miệng anh vừa khẽ chạm vào từng đầu ngón tay của anh Tam, thì mọi chuyện đột nhiên vỡ lở. Anh Tam choàng tỉnh dậy, và sau đó Tài không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Lặng nhìn xuống đôi bàn tay đã bị chính bản thân mình gặm đến nham nhở, Tài không kìm được mà bật khóc trong vô vọng. Đối với anh giờ đây, bản thân mình không khác gì một thằng tàn phế và vô dụng cả. Với 2 bàn tay như vậy, việc tự ăn uống tắm giặt cho bản thân còn khó khăn, huống gì là lên rừng đốn cây, vận gỗ, làm việc như trước. Tài tự hỏi trong lòng, liệu bây giờ anh còn có thể lo cho mẹ và em gái được nữa hay không? Nghĩ đến mẹ, lòng anh chợt quặn lên mà nhức nhối đến tận cùng tâm can. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Cha thì biệt tích ngay khi mẹ hạ sinh em gái anh được 5 ngày để theo một người phụ nữ khác. Một mình mẹ tự gồng gánh và nuôi nấng 2 anh em khôn lớn mà không hề than vãn hay trách móc bất cứ điều gì ở nơi 2 đứa con. Suốt quãng đời ấu thơ cho đến khi trưởng thành, anh luôn lấy mẹ làm động lực phấn đấu và nơi để sẻ chia mọi muộn phiền. Nói thẳng ra, Tài khi đó là một thằng con trai bám mẹ. Từ việc bị đám đàn anh bắt nạt ở chỗ làm cho đến việc bị đám chủ cả cậy thế mà ức hiếp, anh đều về mách và than thở với mẹ. Giờ nghĩ lại mới thấy, sau mỗi lần như vậy, lòng anh đều rất nhẹ nhõm. Nhưng còn mẹ, cảm giác khi ấy của mẹ sẽ ra sao? Mỗi lần Tài than thở một chuyện gì đó, mẹ anh sẽ luôn ngồi và lắng nghe hết tất cả mọi lời anh nói ra. Bởi bà hiểu tính anh hơn bất kỳ ai khác, Chỉ cần anh được xả cho bằng hết những uất ức trong lòng, tự khắc tâm hồn anh sẽ ổn lại. Nhưng Tài chỉ nghĩ được cho đến đó, mà chẳng hề biết mẹ sẽ vì những lời nói ấy mà trằn trọc nhiều ngày về sau. Cũng chẳng hề biết rằng những giọt nước mắt mẹ rơi vì thương con chịu đau, chịu khổ ở nơi đất khách quê người. Chỉ với những điều như thế xảy ra với anh đã đủ làm cho mẹ lo lắng và bận tâm rồi. Liệu khi nghe tin anh trở thành một kẻ tàn phế, bà sẽ đau đớn đến mức nào nữa? Cuộc đời của mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ, nhưng thân là một thằng con trai đang trong cái độ bồng bột muốn ra đời để làm ăn, kiếm thật nhiều tiền, Tài đôi khi lại quên đi những gì mà mẹ đã và đang hy sinh cho hai anh em. Và cho đến tận bây giờ, anh mới nhận ra bản thân mình đã thờ ơ, bỏ mặc mẹ tới mức nào. Anh vẫn biết mẹ mình bị đau mỏi vai gái và hay ê ẩm do phải làm lụng đồng áng quá nhiều. Ấy vậy mà mỗi khi mẹ hơi than vãn hoặc rên rỉ, anh cũng chỉ vâng dạ để đó rồi quên bẵng đi. Anh tự cấp cho mình cái quyền đưa tiền hàng tháng cho mẹ là xong, chẳng phải hỏi han hay chăm sóc gì cả, vì mọi thứ đã có đứa em gái năm nay 17 tuổi đỡ đần cho anh rồi. Việc của Tài khi đó chỉ cần lo về kinh tế là xong nghĩa vụ. Cái cách báo hiếu ấy thật ngu dốt và thiếu trách nhiệm biết bao. Thân là con trai do mẹ sinh ra, lớn khôn là nhờ tay mẹ dạy dỗ. Ấy thế mà bây giờ Tài thấy mình vô tâm quá. Thế giới của mẹ nhỏ lắm, mối quan tâm của bà chỉ đặt ở gia đình này, cho nên mới hay lặp đi lặp lại một chuyện. Anh đã quên đi bờ vai ấy đã vững chãi cho mình nương tựa như thế nào qua mỗi lần sóng gió. Đã quên mất rằng lúc ốm đau chỉ có mỗi mẹ ở cạnh bên. Mẹ ơi, chờ con cố gắng thêm vài năm nữa thôi, con sẽ gánh vác thêm phần vất vả của mẹ. Đó là câu hứa anh luôn dặn với lòng mình là bằng mọi giá phải thực hiện được. Nhưng giờ đây, có lẽ anh phải thất hứa với mẹ nữa rồi. Sau khi nhận được sự cho phép, tôi và Boran tiến ra khỏi vòng tròn gạo nếp để động viên anh Tài. Sau một hồi trấn an, tâm trạng cũng khá lên được vài phần. Như để lãng qua chuyện khác cho anh Tài tạm quên đi nỗi đau hiện tại, Boran cất tiếng hỏi thầy Vân Lưu: "Thưa thầy à, có chỗ con không hiểu. Tại sao trong lúc anh Tài bị ngải hành, tiếng nhai thịt và nghiền xương phát ra từ nấy rất to? Cứ làm sao mà mọi người trong gian phòng lại không nghe thấy hay là tỉnh dậy được? Mà cho dù thực sự là không nghe đi chăng nữa, vậy tại sao anh Tam lại tỉnh dậy đúng lúc anh Tài đang tiếp cận? Rồi còn cái tiếng nói kia là của ai? Sao lại có thể phát ra nhiều giọng nói một lúc như vậy được?" Thầy Bôn Liêu thay vừa sắc thuốc vừa trầm ngâm một lúc, rồi mới tự thốn trả lời: "Không phải mày nói đã nắm được một chút căn bản về bùa ngải rồi sao? Mấy cái thứ đơn giản như vậy mà cũng không suy luận được thì kém cỏi quá. Nó là đang bị trúng ngải độc. Mà đã nói đến ngải hay bùa chú thì dù là loại nào đi chăng nữa cũng phải nhờ đến lực lượng âm binh giúp sức thì mới thành công được. Các thầy cúng sẽ lập đàn tế, dùng chú gọi hồn, cúng kiến ở những nơi đồng hoang cỏ trống, mồ hoang mã lạc, nghĩa địa chiến trường, để mời gọi các vong hồn uổng tử vất vưởng ở nơi dương gian hợp lại, rồi lập giao ước quy thuận với chúng. Nếu chúng đồng ý thì sẽ có chỗ ăn chỗ ở, không phải vất vưởng nữa. Người thầy cũng sẽ phải lập am thờ, cúng kiến định kỳ cho chúng. Nếu là ngải độc thì phải dùng máu và thịt để làm vật tế. Mỗi khi hành sự xong sẽ cúng kiến thêm một lần nữa, coi như là đền công vất vả." Những tiếng nói vang lên trong đầu thằng Tài, xúi giục nó tự cắn móng tay bản thân và cả những người ở gần. Đó chính là những âm binh, cô hồn dạ quỷ được phái đi để làm chuyện đó. Thông qua vật dẫn là thứ ngải độc mà tao đang chưa xác định được đây. Còn về phần thằng Tam, tao đoán chắc chính phần là do nó có bùa hộ mạng. đối với một thằng đã xác định làm việc lâu dài ở cái xứ tâm linh này như nó đó, khó tránh được việc sẽ đụng độ vài ba lần đến chuyện buồn ấy. Hẳn là nó có chuẩn bị từ trước để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Mà dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của tao thôi. Để chắc chắn tụi mày nên hỏi nó. Bây giờ thì trở vào trong vòng tròn đi, tao còn có việc cần làm với thằng này. Rồi thầy Bôn Liêu nhìn về phía anh Tài mà ra lệnh. Trước tiên tao sẽ giải bùa yêu cho mày trước. Nhanh uống chỗ thuốc này đi. Đây là bài thuốc được điều chế từ hùng hoàng, tỏi và cây thạch xương bộ, có công dụng loại bỏ trùng độc cho buồn ấy. Trong lúc đợi thuốc phát huy tác dụng, mày thử nhớ lại xem ai là người có khả năng hạ ngãi mày nhất. Kunthia, chỉ có thể là bà ta mà thôi. Tài nghiến răng nói. Ở phía bên này, vừa nghe đến cái tên đó, bà trưởng làng không nhịn được mà hỏi dồn về phía anh Tài. Cái đứa mày vừa nói có phải là con ả Kunthia trú ngụ ở cái y quán mới mở cuối làng hay không? Dạ đúng rồi. Trong suốt thời gian vừa qua, chỉ có bà ta mới có cơ hội tiếp cận tôi nhiều nhất mà thôi. Vậy là đúng mày bị nó chơi ngãi rồi. Cái con điếm hồ ly đó còn biết làm được cả ngãi độc sao? Có vẻ như bà thầy lang Kunthia này đắc một tội tày trời nào đó với bà Kaneitha mới có thể khiến cho bà ấy đai nghiến mình đến vậy. Về phía bên này, dường như thầy Bôn Liêu cũng nhớ ra điều gì đó, quay sang xác nhận với bà trưởng làng. Kunthia sao? Đây có phải là cái người mà trước đây bà từng nhờ tôi kiểm tra xem có phải đã bỏ bùa yêu chồng bà phải không? Là nó chứ ai nữa. Mà khi đó ám ảnh và chấp niệm xấu về bùa ngải trong ông vẫn còn quá lớn, nên dù tôi có đe dọa hay năn nỉ như thế nào á, ông vẫn một mực từ chối đó thôi. Xin lỗi bà lớn, quả thật tôi có nỗi khổ của riêng mình. Bỏ đi, tôi cũng chẳng trách cứ gì lão cả. Dẫu sao tháng trước tôi cũng đã đi đến vùng núi Tà Lơn để coi thầy rồi. Chỉ là... Có chuyện gì không ổn sao? Tôi hơi nghi ngờ lời phán của các thầy trên đó. Từ lúc nghe xong cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ những lời đó là sai. Thầy Bôn Liêu liền nhíu mày phản bác. Lý nào lại có chuyện như vậy? Bà phải biết núi Tà Lơn là vùng đất thiên, được bảo hộ bởi nữ thần Vên Khâu, quyền năng và đức hạnh, là thánh địa của các bậc tu hành. Pháp sư khắp nơi tề tụ về đó. Chỉ những đạo sĩ, pháp sư hay những nhà tu hành sau khi khổ luyện ở quê nhà Thượng Sơn đã đạt cảnh giới của sự giác ngộ và đắc đạo mới có thể lên đó mà tiếp tục tu luyện và hành nghề cứu đời. Việc họ phán sai là chuyện gần như không xảy ra được. Nghe lời khẳng định chắc nịch của thầy Bôn Liêu, bà Kaneitha không nhịn được mà thở dài ngán ngẩm. Bà đâu phải là không biết đến sự tinh thông của các thầy tại núi Tà Lân. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên mà bà đến đó. Từ xưa đến nay, hễ trong nhà có chuyện gì hệ trọng, cần đến sự bảo ban của thần linh, bà đều đưa cả nhà lên đó mà thỉnh an chư thần chư Phật, mong các ngài hiển linh dưới thân xác thầy Pháp mà cho một con đường đi đúng đắn. Dần dà nó trở thành một thông lệ. Hễ có chuyện gì khó khăn trắc trở, gia đình bà đều đến nhờ các thầy ở đó tương trợ về mặt tinh thần. Đến đời của bà cũng không khác hơn là bao. Từ chọn dâu cho đến xác định ngày cưới, từ việc mua đất cho đến việc cất nhà, hễ cái nào cảm thấy e dè trước khi làm, Kaneitha đều lên núi xem thầy rồi mới cho làm. Như vậy cũng đủ chứng minh đức tin bà đặt nơi núi đó lớn đến như thế nào. Nhưng khi đến hỏi về việc chồng mình, từ một người luôn nghe lời và luồn cúi trước mình, nay lại thay đổi một cách chóng mặt. Ông ta không còn đếm xỉa gì đến bà hay kiêng dè gì phía gia đình bên bà nữa. Lão ta luôn sẵn sàng cãi lại và đe dọa bất cứ khi nào bà mở lời hỏi han. Chồng bà khi đó như biến thành một con người khác. Vậy thì ngoài bùa yêu ra, thử hỏi còn có thứ gì có thể khiến cho một người thay đổi hoàn toàn nhân cách và chán ghét tình yêu hiện tại đến mức như vậy chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Ngải Đọc Vùng Biên, tác giả Thanh Khang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.